Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 11 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có tin phân tích, phóng sự và hình ảnh sinh hoạt cộng đồng. Để mở đầu, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích với Võ Thanh Nhân và Nguyễn Phú Quý. Kính chào, chúng tôi là Võ Thanh Nhân và đến với bản tin phân tích ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với anh Nguyễn Phú Quý để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới vấn đề quân sự của Hoa Kỳ ở tại Nam Hàn. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào quý. Xin chào Nhân, xin chào quý khán giả của đài SBTN DC. Khi mà chúng ta nói China, chúng ta nói Trung Cộng, chúng ta nói Nam Hàn, chúng ta nói tới South Korea, thì bây giờ đó cái chiến lược của Hoa Kỳ có ảnh hưởng ít nhiều về đến những cái mối quan hệ của Nam Hàn với lại Trung Cộng hay không vậy thưa anh? Thưa anh Nhân, thưa quý khán giả của đài SBTN, khoảng hơn 60 năm nay người Mỹ đã có đứng ở trong cái thế chiến lược của cái vùng Đông Nam Á và đặt quân khoảng 28.000 quân ở Nam Triều Tiên là Nam Hàn, mình gọi là Nam Hàn. Thì những cái căn cứ quân sự của Mỹ thì rất rất nhiều, nó khoảng chừng 7-8 cái căn cứ quân sự về lục quân và ba cái quân sự qua ba căn cứ về không quân và khoảng 2-3 căn cứ hải quân, rất là đông quân số của Mỹ có mặt ở tại Nam Hàn. Thì sau chiến tranh Triều Tiên, sau đệ nhị thế chiến thì cái quân số của Mỹ nó không có nhiều, nhưng mà sau này thì nó đổ vào nhiều hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta nói lắng là hồi thứ năm tuần trước, khi mà có những cái hiệp ước, những cái thỏa thuận gì giữa Nam Hàn với lại Trung Cộng? Thưa anh Nhân, thưa quý khán giả, hôm tuần trước, trước ngày thứ Sáu tuần trước đó, thì Nam Hàn đã quay qua bên Trung Cộng để ký một cái hiệp ước về quân sự với Trung Cộng. Nhưng mà tối thứ Sáu đó thì Tổng thống Trump đã liên lạc với chính phủ Nam Hàn, đó là khoan phải đình hoãn cái đó lại. Nhưng mà cái vấn đề mà quan trọng đó là cái vấn đề mà hiệp ước về thông tin tình báo giữa Nhật, Mỹ và Nam Hàn. Thì người chính phủ Nam Hàn không có muốn ký với lại người Nhật, nhưng mà sau đó là lại bị áp lực của Mỹ, thành ra phải ký để mà chia sẻ những cái tin tức thông báo bên giữa Nhật với Mỹ với lại Đại Hàn. Nhưng mà cái hiệp ước mà về quân sự đã ký rồi với lại Trung Cộng. Nhưng mà cái vấn đề của ông Tổng thống Donald Trump đòi 5 tỷ bạc đó có reasonable, có cái make sense, có lý hay không? Nếu mà anh là người Mỹ thì 5 tỷ hay 8 tỷ thì cái số tiền đòi mà trước đó là 8 tỷ, xong rồi thương lượng xuống còn 5 tỷ. Nhưng mà đối với người Nam Hàn đó, thì trước đây cái hiệp ước trước chỉ có 900 mấy mươi triệu thôi, là chưa tới 1 tỷ bạc. Thành ra những cái người mà công dân trẻ của Nam Hàn đó, người ta không có thích là phải trả tiền Mỹ để mà giữ hòa bình ở miền Đông Nam Á cho nước Đại Hàn. Thì cái 5 tỷ thì theo nhiều người nói là hơi quá đáng, nhưng mà đối với Mỹ thì nó không, người ta có cái lực lượng đông quá, người ta phải cần phải cái giảm bớt chi phí của cái chính phủ Mỹ ở bên Nam Hàn. Nhưng mà có một số người đặt vấn đề, kính thưa vị, đặt vấn đề là khi mà Tổng thống Donald Trump muốn có 5 tỷ bạc đó thì 5 tỷ bạc đó được dùng vào việc gì thì cũng vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng lắm của Tổng thống Donald Trump. Và khi mà nói mà đòi Nhật Bản 8 tỷ bạc để mà trợ giúp cho vấn đề quân sự của Hoa Kỳ ở tại Nhật Bản cũng chưa có câu trả lời dứt khoát. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta thấy rằng sau khi mà ông Mark Esper của Hoa Kỳ, Tổng trưởng của bên quốc phòng của Hoa Kỳ á, đến thăm những cái nước Đông Nam Á, đến thăm một số quốc gia đó, thì theo anh Quý nhận định rằng là vấn đề chiến lược về quân sự của Hoa Kỳ á, liệu có thể bị thay đổi về vấn đề ngân sách quốc gia hay không? Hay là vấn đề mà của ông Donald Trump đòi hỏi hay không? Cái vấn đề mà Đông Nam Á nó rất phức tạp, anh Nhân, thưa quý vị. Tại vì cái vấn đề mà quốc phòng của Mỹ đó thì nó có hai chiều. Cái thứ nhất là làm lợi cho đất nước Mỹ, cái thứ hai là làm lợi cho những người mà tư bản của Mỹ, thì phải có cái sự hiện diện của Mỹ thì mới có viện trợ, thì mới có lợi tức cho những cái hãng mà cung cấp vấn đề mà quốc phòng cho Mỹ. Xin phép đi ngược lại khoảng chừng trong vòng một năm nay, có nhiều người không hiểu cái sự mâu thuẫn giữa nước Nhật với nước Đại Hàn. Thì cách đây mấy tháng thì nước Nhật không có chịu bán những cái nguyên liệu để mà sản xuất những cái semiconductor, những cái chip cho
cái hãng Samsung của Nam Hàn. Thành ra chính phủ Nam Hàn với chính phủ Nhật có nhiều cái mâu thuẫn mà nó đưa đến cái cuộc đổ bể cái hiệp căng ước. Thẳng, rất là căng thẳng. Rất là căng thẳng. Thì cái vấn đề mà tiền bạc đối với nước Mỹ là mấy mươi năm nay người ta đã viện trợ không có chi phí nào của bên Nam Hàn hết, nhưng mà tại vì ông Donald Trump là con người thuộc về tư bản, thành ra ông muốn, nếu mà muốn bảo vệ đó thì phải trả tiền. Nhưng mà đối với cái nước Nam Hàn sau này đó, cái khuynh hướng của những người trẻ đó, người ta nói là cái nước Nhật Bổn á là một cái nước mà thù nghịch của người Đại Hàn cách đây mấy mươi năm, cả trăm năm, thì người ta sợ Nhật hơn là người ta sợ Trung Cộng. Cái đó là cái mà cái nước Đại Hàn nó đang có hai cái khuynh hướng, là một bên là đi theo Mỹ, một bên là đi chống Mỹ về cái vấn đề quá giúp đỡ quá nhiều đối với nước Nhật mà làm cho nước Đại Hàn không có tiến lên được. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng biết được một cái tin đó là khi mà liên minh của các quốc gia ở tại miền đông của biển của Nhật Bổn hoặc là của Nam Hàn đó, thì họ có những cái cuộc tập dượt thao diễn về quân sự. Nhưng mà vừa qua đó, thì trong cái thời gian qua đó, cái cuộc thao dượt về quân sự đó không được xảy ra. Do đó nên trong tương lai nó như thế nào nữa thì chưa ai biết. Nhưng mà người ta nghĩ rằng trong vòng vài tháng tới, có nghĩa là sau cái mùa lễ đó, thì sẽ có những tin tức mới nhất cập nhật về vấn đề quân sự và về vấn đề chính trị ở tại cái vùng biển đông của Nhật Bổn, của Trung Cộng và của Nam Hàn. Do đó nên chúng tôi cũng chờ theo dõi những cái tin tức đó. Và anh Quý, trước khi chia tay thì anh Quý có thể cho biết thêm là khi mà chúng ta nói an ninh thế giới, có nghĩa là những chiến hạm của Hoa Kỳ ở đâu nằm, ở những cái vùng biển đó, thì để bảo đảm cho không có chiến tranh. Nhưng mà hiện nay anh thấy, anh có cái nhận định sơ sơ về vấn đề Biển Đông hay không? Cái vấn đề mà tự do hàng hải đó, nó có ảnh hưởng tới rất nhiều khía cạnh của vấn đề an ninh của Đông Nam Á. Cái thứ nhất là khi mà cái vấn đề mà lưu thông mà hàng hải mà được tự do đó, thì cái đường lưỡi bò mà Trung Cộng nó vẽ ra mà nó muốn lấy hết cái khu vực đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới không phận. Thì không phận thì khi mà anh bay qua hải phận người ta, là cái không phận đó là của nó, thì anh phải xin phép. Thì khi mà người ta làm chủ được cái hải phận mà rộng lớn như vậy đó, thì những cái chuyến bay mà đi qua mấy cái hải phận đó thì phải xin phép. Thì cái đó làm rắc rối về vấn đề an ninh của những cái nước chung quanh đó, là tại vì cái đường biển đó nó còn cung cấp thêm về vấn đề hải sản, nó nuôi dân trong vùng đó. Rồi cái vấn đề mà cái hải phận của người ta đó thì nó có nhiều cái căn cứ quân sự mà Mỹ cần phải di chuyển giữa Nam Hàn với lại Nhật Bổn và những cái nước phía Đông Nam Á của phía đông của Trung Cộng. Thành ra cái vấn đề mà hải phận mà Trung Cộng đang muốn bành trướng đó, nó ảnh hưởng rất là lâu dài trong cái chiến lược của Mỹ và những cái nước đồng minh. Mà ngay cả Nga cũng không thích Trung Cộng có cái đường lưỡi bò nữa, tại vì nếu mà anh nhìn về đệ nhị thế chiến đó, thì những người mà thân cận của Mỹ là Nga với là Anh nhiều hơn là Trung Cộng. Xin được cảm ơn quý. Dạ. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và anh Nguyễn Phú Quý đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin kính chúc quý vị có một tuần lễ cuối tuần Thanksgiving thật là hạnh phúc bên người thân và gia đình. Một lần nữa cảm ơn quý. Xin chào Nhân, xin chào quý khán giả và xin chúc một mùa lễ tạ ơn vui vẻ.